Lại nữa, thiện hiện, khi các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, an trụ trong năm thủ uẩn như mộng, như tiếng vang, như ảnh tượng, như bóng sáng, như sóng nắng, như huyễn, như hóa, như thành tấm gương, mà viên mãn tịnh lự Ba La Mật Đa, cụ thọ thiện hiện thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, khi đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, an trụ trong năm thủ uẩn như mộng cho đến như thành tấm gương, viên mãn tịnh lự Ba La Mật Đa như thế nào? Phật bảo, này thiện hiện, khi các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, như thật biết rõ năm thủ uẩn như mộng cho đến như thành tấm gương không có thật tướng, nên vào bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu đẳng trì không vô tướng vô nguyện, tu thánh chánh đẳng trì như điện quang và kim cương dụ, trụ trong tam ma địa kim cương dụ, trừ định Như Lai, ngoài ra đối với các định khác như định nhị thừa hoặc thắng định đều có khả năng nhập vào tất cả an trụ đầy đủ. Nhưng đối với các tam ma địa như thế, chẳng sanh tâm ưa đắm, cũng chẳng say đắm quả đạt được ấy. Vì sao vậy? Vì đại Bồ Tát này như thật biết tịnh lự đẳng định và tất cả pháp đều cùng với vô tướng vô tánh làm tánh. Vô tướng chẳng thể ưa đắm vô tướng, vô tánh chẳng thể ưa đắm vô tánh, vì không ưa đắm nên hoàn toàn không thuận theo thế lực của các định nơi cõi sắc, cõi vô sắc. Vì sao vậy? Vì đại Bồ Tát này ở tất cả cõi đều không thủ đắc đối với định năng nhập và định bị nhập. Do đây nên khi vào định xứ cũng không thủ đắc, vì đối với tất cả pháp đại Bồ Tát này không thủ đắc nên sớm được viên mãn vô tướng tịnh lự Ba La Mật Đa. Do tịnh lự Ba La Mật Đa đây được viên mãn nên vượt qua các bậc thanh văn độc giác, cụ thọ thiện hiện thưa Phật, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát này vì sao do vô tướng tịnh lự Ba La Mật Đa đây được viên mãn nên vượt qua các bậc thanh văn độc giác? Phật bảo, này thiện hiện, đại Bồ Tát này khéo học nội không cho đến vô tính tự tính không, nên mới được viên mãn vô tướng tịnh lự Ba La Mật Đa, vượt qua các bậc thanh văn độc giác. Đại Bồ Tát này trụ trong các không, đối với tất cả pháp đều không thủ đắc, chẳng thế có pháp lìa các không. Đại Bồ Tát này an trụ trong đây chẳng đắc quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, cũng lại chẳng đắc tất cả hạnh đại Bồ Tát, cũng lại chẳng đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Vì sao vậy? Vì trong không không có pháp, cũng không có cái không vậy. Đại Bồ Tát này do trụ không này nên vượt qua các bậc thanh văn độc giác, chứng vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát lấy gì làm sanh, lấy gì làm ly sanh? Phật bảo, này thiện hiện, các đại Bồ Tát lấy tất cả có sở đắc làm sanh, lấy tất cả vô sở đắc làm ly sanh. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát lấy gì làm có sở đắc, lấy gì làm vô sở đắc? Phật bảo, này thiện hiện, các đại Bồ Tát lấy tất cả pháp làm có sở đắc, nghĩa là đại Bồ Tát lấy sắc uẩn làm có sở đắc, lấy thọ tưởng hành thức uẩn làm có sở đắc, nói rộng cho đến lấy trí nhất thiết trí làm có sở đắc. Các đại Bồ Tát lấy các loại pháp môn như thế làm có sở đắc, tức có sở đắc gọi là sanh, như ăn uống hay sanh bệnh hoạn vậy. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát lấy tất cả pháp vô hành, vô đắc, vô thuyết, vô thị làm vô sở đắc, nghĩa là đại Bồ Tát lấy sắc cho đến trí nhất thiết trí vô hành, vô đắc, vô thuyết, vô thị làm vô sở đắc. Vì sao vậy? Vì tự tánh của sắc cho đến trí nhất thiết trí đều chẳng thể hành, cũng chẳng thể đắc, cũng chẳng thể nói, cũng chẳng thể chỉ bày. Các đại Bồ Tát lấy các loại pháp môn như vậy, không hành, không đắc, không nói, không chỉ bày, làm vô sở đắc, tức vô sở đắc gọi là ly sanh. Các đại Bồ Tát chứng vào ngôi chánh tánh ly sanh rồi, viên mãn tất cả tịnh lự, giải thoát đẳng trì, đẳng trí, còn chẳng theo thế lực của định mà thọ sanh, huống nữa là theo thế lực của phiền não tham sân si, hoặc theo thế lực của tùy phiền não mà thọ sanh, không có điều đó. Đại Bồ Tát này an trụ trong đây gây tạo các nghiệp do thế lực của nghiệp mà trôi lăn các cõi, cũng không có điều đó.
Đại Bồ Tát này mặc dù trụ trong nhóm các hành như huyễn, làm lợi ích an vui cho các hữu tình, song chẳng đắc huyễn và các hữu tình. Khi đối với các việc vô sở đắc như thế, Đại Bồ Tát này thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, thường không chán bỏ. Như vậy, thiện hiện, các Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, mau được viên mãn vô tướng tịnh lự ba la mật đa. Do được viên mãn tịnh lự ba la mật đa đây, nên mới được viên mãn tất cả Phật Pháp. Nhờ đây nên chứng được trí nhất thiết trí, chuyển bánh xe diệu Pháp, làm lợi ích an vui hữu tình, thường không gián đoạn, cho đến tận đời vị lai. Chuyển bánh xe Pháp vô thượng như thế, tuy có làm, nhưng không có sở đắc, vì năng thuyết sở thuyết đều không có tự tánh. Lại nữa, thiện hiện, khi các Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, an trụ trong năm thủ uẩn như mộng, như tiếng vang, như ảnh tượng, như bóng sáng, như sóng nắng, như huyễn, như hóa, như thành tấm gương, mà viên mãn bát nhã ba la mật đa, thì Đại Bồ Tát này như thật biết rõ tánh tất cả pháp như mộng, cho đến như thành tấm gương đều không chân thật, bèn viên mãn được vô tướng bát nhã ba la mật đa. Cụ thọ thiện hiện liền thưa Phật: Bạch Thế Tôn, khi Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, như thật biết rõ tánh tất cả pháp như mộng, cho đến như thành tầm hương như thế nào? Phật bảo: Này thiện hiện, khi các Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng thấy mộng, chẳng thấy kẻ thấy mộng, chẳng nghe tiếng vang, chẳng thấy kẻ nghe tiếng vang, chẳng thấy ảnh tượng, chẳng thấy kẻ thấy ảnh tượng, chẳng thấy bóng sáng, chẳng thấy kẻ thấy bóng sáng, chẳng thấy sóng nắng, chẳng thấy kẻ thấy sóng nắng, chẳng thấy huyễn, chẳng thấy kẻ thấy huyễn, chẳng thấy hóa, chẳng thấy kẻ thấy hóa, chẳng thấy thành tầm hương, chẳng thấy kẻ thấy thành tầm hương. Vì sao vậy? Vì mộng kẻ thấy mộng, cho đến thành tầm hương kẻ thấy thành tầm hương đều là chỗ chấp trước điên đảo của phàm phu ngu si. Các A-la-hán, độc giác, Bồ-tát và các đức Như Lai đều chẳng thấy mộng và kẻ thấy mộng, nói rộng cho đến chẳng thấy thành tầm hương và kẻ thấy thành tầm hương. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp vô tánh là tánh, chẳng thành chẳng thật, vô tướng vô vi, chẳng thật có tánh, đồng với Niết Bàn. Nếu tất cả pháp vô tánh là tánh, nói rộng cho đến đồng với Niết Bàn, thì lẽ nào Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với tất cả pháp khởi tưởng có tánh, tưởng thành, tưởng thật, tưởng có, tưởng hữu vi, có thật tánh. Nếu khởi các tưởng đây thì không có điều đó. Vì sao vậy? Vì nếu tất cả pháp có chút tự tánh, có thành, có thật, có tướng, có làm, có thật tánh để được, thì sự tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng phải bát nhã ba la mật đa, chẳng đắc được tánh tứ chân thật của các pháp. Như vậy, thiện hiện, khi các Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng chấp giác quẩn, chẳng chấp thọ tưởng hành thức quẩn, cho đến chẳng chấp trí nhất thiết trí, Đại Bồ Tát này đối với tất cả pháp môn như thế không chấp trước, nên viên mãn được sơ địa cho đến thập địa của Bồ Tát, nhưng ở trong ấy chẳng sanh tham đắm. Vì sao vậy? Vì Đại Bồ Tát này chẳng đắc sơ địa cho đến thập địa, năng và sở viên mãn, thì lẽ nào ở trong ấy mà khởi tham đắm? Đại Bồ Tát này mặc dù hành bát nhã ba la mật đa, song chẳng thủ đắc bát nhã ba la mật đa, do không thủ đắc bát nhã ba la mật đa, nên đối với tất cả pháp cũng không thủ đắc. Đại Bồ Tát này mặc dù quán bát nhã ba la mật đa nhiếp tất cả pháp, nhưng đối với các pháp đều không thủ đắc. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp cùng với bát nhã ba la mật đa đây không hai không khác. Vì cớ sao? Vì tánh tất cả pháp chẳng thể phân biệt, nói các pháp là chân như, là pháp giới, là thật tế, vì nó không tạp, không sai khác vậy. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tự tánh của tất cả pháp không tạp, không sai khác, thì sao có thể nói đây thiện, đây phi thiện, đây hữu lậu, đây vô lậu, đây thế gian, đây xuất thế gian, đây hữu vi, đây vô vi, vô lượng các pháp sai khác như thế? Phật bảo: Thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Thật tánh các pháp có thể nói đây thiện, đây phi thiện chăng? Lại có thể nói đây là quả dự lưu, cho đến có thể nói đây là Phật Bồ Đề chăng? Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, chẳng thể nói được.
Phật bảo, thiện hiện do nhân duyên đây nên biết, tánh ấy của các pháp không xen tạp, cũng không sai khác, không tưởng, không sanh, không diệt, không ngại, không nói, không chỉ ra được. Thiện hiện nên biết, thuở xưa khi ta tu học đạo Bồ Tát, đối với các pháp tánh đều không thủ đắc, nghĩa là chẳng đắc sắc thọ tưởng hành thức, chẳng đắc nhãn xứ cho đến ý xứ, chẳng đắc sắc xứ cho đến pháp xứ, chẳng đắc nhãn giới cho đến ý giới, chẳng đắc sắc giới cho đến pháp giới, chẳng đắc nhãn thức giới cho đến ý thức giới, chẳng đắc nhãn xúc cho đến ý xúc, chẳng đắc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng đắc địa giới cho đến thức giới, chẳng đắc nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, chẳng đắc các pháp theo duyên sanh ra, chẳng đắc vô minh cho đến lão tử, chẳng đắc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chẳng đắc pháp thiện, phi thiện, chẳng đắc pháp hữu lậu, vô lậu, chẳng đắc pháp thế gian, xuất thế gian, chẳng đắc pháp hữu vi, vô vi, nói rộng cho đến chẳng đắc quả dự lưu, cho đến độc giác bồ đề, chẳng đắc hạnh đại bồ tát, chẳng đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề. Như vậy thiện hiện, khi các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, từ sơ phát tâm cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề, thường nên khéo học tự tánh các pháp. Nếu khéo học được tự tánh các pháp thì khéo thanh tịnh được đạo đại bồ đề, cũng viên mãn được các hạnh bồ tát, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, an trụ pháp này thì mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Dùng pháp tam thừa làm phương tiện điều phục các loài hữu tình, khiến cho không còn luân hồi trong ba cõi, được vào niết bàn an vui rốt ráo. Như vậy thiện hiện, các đại bồ tát nên lấy vô tướng làm phương tiện tu học bát nhã ba la mật đa để sớm được viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn thì nhiếp thọ được tất cả Phật pháp. Nhờ đây nên chứng được trí nhất thiết trí, làm lợi ích an vui cho hữu tình đến tận đời vị lai. Bấy giờ thiện hiện lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp hoàn toàn như mộng, nói rộng cho đến như thành tầm gương đều không thật, vô tánh là tánh, tự tướng đều không, thì làm sao lập được đây là thiện, đây là phi thiện, đây là thế gian, đây là xuất thế gian, đây là hữu lậu, đây là vô lậu, đây là hữu vi, đây là vô vi, nói rộng cho đến đây là quả dự lưu, đây là pháp năng chứng được quả dự lưu, như vậy cho đến đây là vô thượng chánh đẳng bồ đề của Phật, đây là pháp năng chứng được bồ đề của Phật. Phật bảo: Thiện hiện, thế gian ngu phu dị sanh, vô văn, ở trong mộng, dính mắc mộng, dính mắc kẻ thấy mộng, nói rộng cho đến, ở nơi thành tầm gương, dính mắc thành tầm gương, cũng dính mắc kẻ thấy. Ngu phu dị sanh vô văn đắc mộng, như thế rồi, điên đảo chấp trước, hoặc thân ngữ ý, hành tạo nghiệp bất thiện, hoặc thân ngữ ý, hành tạo nghiệp thiện, hoặc thân ngữ ý, hành tạo nghiệp vô ký, hoặc thân ngữ ý, hành tạo nghiệp phi phước, hoặc thân ngữ ý, hành lại tạo nghiệp phước, hoặc thân ngữ ý, hành tạo nghiệp bất động, bởi các hành nên qua lại sanh tử, chịu khổ vô cùng. Các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, an trụ hai thứ không mà quan sát các pháp, đó là tất cánh không, không tối hậu rốt ráo và vô tế không, không không biên tế. Đại bồ tát này an trụ trong hai không như thế, vì các hữu tình mà tuyên nói chánh pháp bằng những lời như vậy: sắc cho đến thức là không, vô sở hữu, nhãn xứ cho đến ý xứ là không, vô sở hữu, sắc xứ cho đến pháp xứ là không, vô sở hữu, nhãn giới cho đến ý giới là không, vô sở hữu, sắc giới cho đến pháp giới là không, vô sở hữu, nhãn thức giới cho đến ý thức giới là không, vô sở hữu, nhãn xúc cho đến ý xúc là không, vô sở hữu, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không, vô sở hữu, địa giới cho đến thức giới là không, vô sở hữu, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên là không, vô sở hữu, các pháp theo duyên sanh ra là không, vô sở hữu, các pháp như vô minh cho đến lão tử là không, vô sở hữu. Lại nói như vậy: sắc thọ tưởng hành thức như mộng cho đến như thành tầm gương đều không có tự tánh, nhãn xứ cho đến ý xứ như mộng cho đến như thành tầm gương đều không có tự tánh, sắc xứ cho đến pháp xứ như mộng cho đến như thành tầm gương đều không có tự tánh, nhãn giới cho đến ý giới như mộng cho đến như thành tầm gương đều không có tự tánh, sắc giới cho đến pháp giới như mộng cho đến như thành tầm gương đều không có tự tánh.
Nhãn thức giới cho đến ý thức giới như mộng cho đến như thành tầm hương đều không có tự tánh. Nhãn xúc cho đến ý xúc như mộng cho đến như thành tầm hương đều không có tự tánh. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra như mộng cho đến như thành tầm hương đều không có tự tánh. Địa giới cho đến thức giới như mộng cho đến như thành tầm hương đều không có tự tánh. Nhân duyên cho đến tăng thượng duyên như mộng cho đến như thành tầm hương đều không có tự tánh.